sau khi chia các phần của chiếc túi như thế này thì mình gắn khóa và khâu nót. Chiếc túi này thì phù hợp với những khóa như thế này, khóa kiểu này, khóa vuông, nhưng của mình nó bị gãy rồi nên là mình phải thay bằng cái khóa tròn này. Khâu nốt thì các bạn chuẩn bị chỉ màu xanh giống như cái bên ngoài này, cái thô sợi thô, dùng ví dụ các bạn dùng sợi thô các màu thì dùng chỉ khâu lót nó tương ứng với cái sợi thô nhé, để cho nó đỡ bị lộ và đỡ xấu. Còn miếng lót thì mình dùng cái loại vải lót thì có thể mua sẵn được, nhưng mình thì mình hay dùng cái vải thô kiện của Hàn Quốc này. Mình cũng dùng luôn màu xanh này cho nó giống với cái này, khâu nó không bị lộ cái màu chỉ này. Các bạn đo cái tấm này thì các bạn để chừa ra, để chúng ta gập vép mật mép vào như thế này. Cứ chừa ra khoảng 3 phân bắt đầu. Sau đó chúng ta gập các mép vào, xong là khâu.
Sau khi khâu lót xong thì các bạn sẽ được như thế này. Các bạn có thể tạo một ngăn nhỏ nữa ở bên trong, nhưng mà mình làm cái túi này thì mình sẽ không làm ngăn nhỏ bên trong nữa, chỉ dùng một ngăn thôi.